Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm con cú mèo, móc khóa cú mèo. Mình sẽ sử dụng len Mucotone 125mg này, và kim móc 2.5. Không có gì nha các bạn. Bây giờ mình sẽ móc từ thân lên và đầu sẽ liền với nhau. Mình sẽ sử dụng màu cho thân là màu nâu. Mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật và hàng 1 mình sẽ móc là 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Mình sẽ nối tròn bằng một mũi trượt. Hàng thứ hai mình sẽ móc 6 mũi tăng. Xong hàng 2 thì mình sẽ gài kim đánh dấu ở cuối đằng này. Bây giờ hàng thứ 3 là mình móc 1 mũi đơn và 1 mũi tăng. Và mình cứ làm 1 mũi đơn và 1 mũi tăng cho hết vòng là mình sẽ tăng được 6 lần. Và tăng thêm được 6 mũi. Xong hàng 3. Bây giờ hàng 4 mình sẽ làm 2 mũi đơn và 1 mũi tăng. 1 2 và 1 mũi tăng. Mình sẽ làm hết vòng là 2 mũi đơn và 1 mũi tăng. Và mình đã xong hàng thứ 4. Bây giờ hàng thứ 5 mình sẽ làm 3 mũi đơn và 1 mũi tăng. Nhân cho 6 lần. Một. Hai. Ba. Và 1 mũi tăng. Một. Hai. Ba. Và 1 mũi tăng.
làm cho hết hàng nha các bạn. Xong hàng thứ năm, bây giờ mình sẽ dời ghim bánh chấu lên. Hàng 6 và hàng 7 thì mình sẽ móc hai hàng trên 30 mũi đơn. Mình đã xong hai hàng trên. Bây giờ mình sẽ làm hàng thứ 8 là 3 mũi đơn. 1 2 3 và 1 mũi giảm. Mình cứ làm 3 mũi đơn và 1 mũi giảm cho hết hàng là mình sẽ giảm được 6 mũi. Và mình đã xong hàng thứ 8. Bây giờ mình lại dời ghim bánh dấu lên. Hàng 9 và hàng 10 mình lại làm hai hàng trên 24 mũi đơn. Và mình đã xong hàng 9 và hàng 10. Bây giờ hàng 11 mình sẽ làm 2 mũi đơn. 1 2 và 1 mũi giảm. Mình cứ làm 2 mũi đơn. 1 2 và 1 mũi giảm. Cho hết vòng là mình sẽ giảm 6 lần. 1 2 và 1 mũi giảm. Và một lần nữa. Mình đã xong hàng 11. Hàng 12 mình sẽ làm một hàng trên 18 mũi đơn.
Mình đã xong hàng 12 là mặt hàng trên. Bây giờ mình sẽ dời ghim đánh dấu lên. Hàng 13 mình sẽ làm nửa mũi ngoài là 18 mũi tăng. Và mình đã xong hàng 13. Mình sẽ dời ghim đánh dấu lên. Và hàng này trên hàng là mình đã có 36 mũi đơn. Từ hàng 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 là mình sẽ làm 7 hàng trên 36 mũi đơn. Từ 14 đến hàng 20 là mình sẽ làm hàng trên hết. Và mình đã xong hàng 14 cho đến hàng 20 là 7 hàng. 2, 4, 6, 7. Bây giờ hàng 21 mình sẽ làm 2 mũi đơn. 1, 2 và 1 mũi giảm. Kế đến là 4 mũi đơn và 1 mũi giảm. 2, 4 và 1 mũi giảm. Mình sẽ làm 4 mũi đơn và 1 mũi giảm 5 lần, lặp lại 5 lần. 4 và 1 mũi giảm. 1, 2, 3, 4 và 1 mũi giảm. 1, 2, 3, 4 và 1 mũi giảm. 1,
2 3 4 1 múi giảm. Cuối cùng là mình sẽ làm 2 múi đơn, 1 2. Và mình đã xong hàng 21. Mình sẽ dời kim đánh dấu lên. Hàng 22, mình sẽ làm 3 múi đơn và 1 múi giảm. Lặp lại 6 lần. 3 và 1 múi giảm. Một, hai, ba, một múi giảm. Một, hai, ba và một múi giảm. Một, hai, ba và một múi giảm. Tiếp tục làm hàng 23 là một múi đơn và một múi giảm. Một và một giảm. Kế đến là 2 múi đơn và 1 múi giảm. 2 múi đơn và 1 múi giảm mình lặp lại 5 lần. 1 2 và 1 múi giảm. 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 Cuối cùng là 1 múi đơn. Bây giờ mình sẽ nhồi gòn vô và đầy phần thân dưới và cả đầu. Và mình đã nhồi đầy. Bây giờ tiếp tục mình sẽ móc. Hàng 24 là một múi đơn và một múi giảm. Lặp lại 6 lần. Một múi đơn và một múi giảm. 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 Hàng 25 là 6 múi giảm.
cuối cùng là mình sẽ làm một mũi trượt cắt chỉ trừ 15 cm. Bây giờ mình sẽ làm đôi mắt. Mũi chỉ màu đen trước, mình sẽ tạo vòng tròn nó thuật. Hàng một mình sẽ móc 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Vuốt lại vòng tròn, mình sẽ làm một mũi trượt và sau đó đổi màu trắng. Hàng 2 thì mình sẽ làm 6 mũi đăng cắt chỉ đen này. Mình sẽ làm 6 mũi đăng màu kem, 3 là màu trắng. 1 2 3 4 5 và 6. Xong hàng 2 mình cũng làm một mũi trượt và mình sẽ làm một bính. Tiếp tục hàng thứ 3 là mình sẽ làm một mũi đơn và một mũi tăng, nhân cho 6 lần. Các bạn thông cảm, chỗ mình hôm nay hơi bị chập chật cách điện. Mình sẽ làm hàng thứ 3 là một mũi đơn và một mũi tăng, nhanh cho hết hàng. Mình đã xong hàng 3, cuối cùng là mình làm một mũi trượt và cắt chỉ. Mình sẽ rút chỉ ngược xuống ở trên mũi. Và mình đã xong một mắt. Mình làm sẵn một mắt nữa là 2 mắt. Với chỉ màu nâu, mình sẽ làm cái cánh. Mình sẽ lên 7 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7. Và mình sẽ vào chân mũi thứ 4, tính từ kim xuống. 1 2 3 4 và mũi thứ 4. 1 mũi kép đôi. Tiếp tục là thêm 1 mũi kép đôi nữa. Kế tiếp là 1 mũi nữa kép. Và mũi cuối cùng này mình sẽ làm 1 mũi đơn và 1 mũi móc xích. Tiếp tục mình sẽ vào mũi móc xích này. Mình không vào đây mà mình sẽ vào cái ngang của mũi móc xích này.
một mũi móc đơn nữa và vô cùng chân một mũi móc đơn là hàng cuối này, là mũi cuối này mình sẽ có 3 mũi móc đơn. Mũi kế xoay ngược qua đây mình sẽ móc một mũi nữa kép và hai mũi kép đôi, 1 2. Cuối cùng là mình sẽ móc 2 mũi móc xích và vô chân bính, chân của 3 bính đầu tiên này mình sẽ móc một mũi trượt. Và các chị khi dán vào thân thì mình sẽ dán phần chỉ thừa này lại, mình cũng sẽ làm 2 cái cánh. Cái chân mình sẽ làm chỉ màu cam, mình sẽ lên 3 mũi móc xích, 1 2 3, và vào mũi xích thứ 2, 1 2, mình sẽ làm một mũi trượt và 2 mũi trượt. Mình đã có ngón thứ nhất, tiếp tục mình sẽ lên 3 mũi móc xích, 1 2 3, và lại vào mũi thứ 2, 1 2, một mũi trượt và 2 mũi trượt ở trên xích. Và mình sẽ vào một cái mũi trượt vào cái điểm mối đầu tiên này nữa là 3 mũi trượt. Tiếp tục mình lại lên ngón thứ 3 là 3 mũi móc xích, 1, 2 và 3. Vào mũi thứ 2 mình sẽ làm một mũi trượt, 2 mũi trượt, và vào tâm điểm đầu tiên này mình cũng làm một mũi trượt nữa. Mình sẽ cắt chỉ cũng chừa ít thôi. Và mình đã có bàn chân của cú. Mình cũng làm 2 chân. Bây giờ với chỉ màu nâu mình sẽ làm cái tay, tạo vòng tròn ma thuật. Hàng 1 mình sẽ móc 6 mũi móc đơn, 1 2 3 4 5 6. Mình sẽ tròn. Hàng 2 mình sẽ làm một mũi đơn, mình sẽ gấp cái vòng tròn lại, nó nhỏ nó sẽ hơi khó làm một chút. Một mũi móc đơn và một mũi tăng. Và mình làm hết vòng là một mũi móc đơn và một mũi tăng. Lặp lại 3 lần. Mình đã xong hàng thứ 2. Bây giờ mình sẽ gài nến dấu. Và hàng 3 mình sẽ làm một hàng trên là 9 mũi móc đơn, 1 2 3 4 5 6.
trí. Mình lại làm một mũi trượt tiếp theo và cắt chỉ chừa dài một chút để khâu vào đầu. Và mình đã xong một cái lỗ tai. Một cái tai mình sẽ nhét thành chỉ thừa ở giữa vào. Mình làm hai cái tai. Bây giờ với chỉ màu cam, mình sẽ móc cái mỏ. Mình sẽ móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3. Và mình sẽ vào mũi thứ hai này một mũi nữa kép. Và cuối cùng này là một mũi đơn, một mũi móc đơn. Một mũi móc xích. Tiếp tục mình sẽ móc vào cái mũi ngang. Mũi ngang của cái móc xích này. Một mũi móc đơn. Và mình lại vào chân, cùng chân với mũi móc đơn đầu tiên. Một mũi móc đơn nữa. Và xoay qua đây, mình sẽ móc một mũi nữa kép. Và một mũi móc xích, mình sẽ cắt chỉ. Cắt phần chỉ giữa sát này. Là mình đã có một cái mỏ. Bây giờ mình sẽ dán mắt ở hàng thứ 7. 2, 4, 6, 7. Ở hàng thứ 7 xuống. Và mình canh cho giữa mắt, giữa đầu. Hai mắt sẽ sát với nhau. Mình đã dán xong mắt. Bây giờ mình sẽ dán cái mỏ lên. Dán một chút cái phần chỉ thừa này lại. Và mình sẽ canh dán phần mỏ giữa hai mắt. Phần cánh mình cũng sẽ dán cái chỉ thừa. Và mình sẽ định vị từ sát phần cổ xuống. Xéo ngang xuống hai bên cho cân bằng. Cánh sẽ cắt nhau khoảng 2, 4, 6 đến 7 mũi. Và mình sẽ dán cho dính lại thân luôn.
Bên này cũng vậy. Và mình đã dán xong hai cánh. Bây giờ mình sẽ dán chân. Chân mình sẽ dán từ dưới lên là từ hàng thứ 5, 2, 4 và hàng thứ 5. Này cũng thế. Và mình đã sang dán xong tay, cánh và chân, mắt. Bây giờ mình sẽ khâu tay ở hàng thứ 5, 2, 4 và hàng thứ 5. Mình sẽ khâu tay từ hàng thứ 5 và cắt mắt là 3 mũi. Và mình đã khâu xong hai tay. Bây giờ mình sẽ khâu đốm hàng 1 từ hàng 5 ở cổ xuống nè. 2 4 5 và mình sẽ làm giữa hai chân. Đốm hàng thứ 2 là sẽ là từ cổ xuống ở hàng thứ 3 nè. 1 2 3 và xịt với điểm giữa
nó sẽ cắt nhau. Hai mũi mình sẽ dùng một chỉ trắng, một sợi chỉ trắng nhỏ hơn, mình khâu đốm. Hành đốm này mình chỉnh cho nó gọn lại. Là mình đã xong hành đốm. Và mình đã xong con cú rồi. Thì mình sẽ gắn thêm móc khóa vô thì sẽ thành móc khóa cú. Nếu các bạn thích làm cú tốt nghiệp thì các bạn có thể móc phần nón tốt nghiệp này ở phần mình đã hướng dẫn mũ tốt nghiệp. Mình sẽ móc thêm, mình sẽ khâu thêm phần mũ tốt nghiệp vào giữa đầu. Và mình đã khâu xong phần nón tốt nghiệp. Bây giờ mình sẽ gắn móc khóa. Một phần nón nữa. Và mình đã xong cú tốt nghiệp nhé các bạn. Chúc các bạn có sản phẩm đẹp. Yêu thích thì hãy đăng ký và like ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.